đấy tính tiếp. Tại vì mình bán xe cho anh em là điều bao không cấn đụng là một, với bao máy là hai. Thế nhưng mà đây, tại vì trước mình cũng sơ ý, không để ý cái phần này. Trong ba. Cái này nó kéo lại sườn. Nên thành ra giờ có một là bán lỗ rất nặng, hai là để trưng chơi thôi. Đấy, nhưng mà bán thì xe có sao nói anh em vậy nó dễ hiểu không? Con này lỗ cực kỳ nặng. Gom trước dịch đợt trước giá đã cao rồi, sau lại phát hiện ra lỗi này. Con này đi sơn mới phát hiện ra chứ đâu phát hiện ra đâu đúng không? Còn nếu mà anh em nào thích con này nhá, để cho anh em 85 triệu bao rút hồ sơ. CVR 250 là 85 triệu. 85 triệu. Nhưng mà nó có cái lỗi đó đó. Anh em phải nghiên cứu cho nó kỹ. Hẳn quá. Nhưng mà đồng hồ con này tua xuống còn có 13.000 thôi. 13.000. Nhưng mà theo anh là con này chạy 20. Phải chạy khoảng cứ 20 trên 20 đấy. Cái lốc lác tất cả đồ này là nguyên bản hết, chưa có sơn dặm ở bất cứ phần nào ấy. Động lại. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Da Rẻ nha các bạn. Thì hôm nay là đầu tuần, thì có một cái lô xe nó mới về, mình sẽ quay cho anh chị và các bạn ha. Đó là đầu tuần luôn nha mọi người. Xe nó về khá nhiều về những cái dòng mô tô. Thì đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có anh Phong ha, sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Các bạn nào mua thì liên hệ tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Kỳ An, Bình Dương. Số điện thoại là 092770 và 48 ha. Hôm nay là cũng là sáng mùng 1 luôn. Đúng rồi, mùng 1 luôn. Đây, anh em mình đi giới thiệu sơ qua vài cái này. Đây. V2 30 triệu 900 ngàn. Chưa có gắn bình gắn nhiếc gì vào. Hàng mới về luôn nha mọi người. R15 V2 thì cũng khá lâu rồi mới giờ còn có mình nó. Còn mỗi một mình một mình nó. Mới về. Anh coi thử biển số 59 nè mọi người. Con này rửa thôi. Cây bô nhìn nó không đẹp lắm. Cái bình ắc quy thì mấy thanh niên cậy ra để sạc cái kiểu kia đang sạc. Cậy tàu lao để tí nữa gắn lại. Dàn áo thì sạch sẽ. Đó, con này thì lúc nào mà chút nữa làm nổ nhức rửa giấy sạch sẽ sẽ lên video riêng về nó sau. Rồi ok. Con này giá nhiêu anh? Con này thì để cho anh em 30 triệu 9 à. 30 triệu 900 nha mọi nhưng người. Nhưng mà con đó giờ chỉ có bao hợp lệ nhé, chứ không có bao rút hồ sơ đâu. Nó biển số Sài Gòn qua nhiều đời chủ rồi. Đấy. Bao hợp lệ anh em nào trải nghiệm thì cứ... Có ai phạt đâu. Đi ngoài đường không ai dám hỏi mình bảo xe này là của ai cả. Không, không ai dám phạt mình cái tội mà xe không chính chủ cả. Không chính chủ nó phạt có hai trường hợp à. Một là xe gây tai nạn nghiêm trọng thì công an giao thông mới điều tra xe nọ xe kia liên đới ấy, thì nó mới phạt tới 500 ngàn. Và cái thứ hai nữa là anh em mà rút hồ sơ sang tên hay là ký công chứng mà để sang tên mà để trễ quá một tháng nó mới phạt, chứ bình thường ngoài ra đi đường không ai phạt đấy. Còn thứ hai đấy, ví dụ như con này lại bao rút hồ sơ ngay. Con này 32 triệu 900, xanh Mobi. Để tí nữa nó rửa giấy xong rồi nó lột bỏ hết mấy cái tem chùm này ra này. Tem trong vẫn còn hết. Xe rất đẹp. Z150. Biển Biên Hòa thì phải. 60F à? Đó, biển Biên Hòa Đồng Nai. 0115 nữa chứ. Biển khá đẹp đây. Mấy con này thì hiện tại thì góp 0 đồng nha mọi người. Xe dưới 40 trước. Triệu thì anh em không cần trả trước. Không góp. Rồi. Su Thunder. Máy móc zin, xe sạch sẽ. Đấy. Đang rửa. Con này thì giá nó chỉ có 30 triệu 900 thôi. 30 triệu 900. Nãy giờ mình thấy tất cả những con đều dưới 40 hết. Nhưng mà chỉ có riêng con kia là phải mua tiền mặt ha. Cái con R15 V2 là phải mua tiền mặt. R15 V2 phải mua tiền mặt cho mọi người.
Tại vì con đấy con đấy là bao hợp lệ chứ không có bao rút hồ sơ. Con đó đại biển số 82 nha. Đó. Rồi, tiếp tục lại là FZ nữa này mọi người. Con này thì rất sạch. Hình như nó hết bình ấy, lúc nãy mới về xong. Vừa mới thả về sáng hôm nay. Mới rất trung sáng hôm nay con luôn. Con này rút sẵn hồ sơ rồi. Anh em về đăng ký thôi. Giá là 32.900, dàn áo là rất đẹp. Đó. Trắng tinh. Con này đi cầm tay thắng Rambo. Tay thắng tay trong đổ. 30 triệu 9 luôn à? 32 triệu 9. 32 triệu 9. FZ thì còn nhiều lắm. 25 cho đến từ 25 cho đến 32 33 triệu là có FZ. Con này nữa à? Con này. Lại giết 1000 nữa này mọi người. Màu con, xanh luôn nha. Con này mới về đêm qua. Mới về đêm qua. Anh em nhìn đi, hàng FZ. Con rất ngàn này nhìn rất đẹp luôn. Nước sơn là nước sơn zin, có dán thêm cái tem của bản R. Bản đời cao dán lên là dán thêm. Vỏ lốp trước sau là thay mới. Mà trên đây như thay mới, con này thì nó cũng chạy khoảng cứ 20 ngàn quá. Nhưng mà đồng hồ con này tua xuống còn có 13 ngàn thôi. 13 ngàn, nhưng mà theo anh là con này chạy 20. Phải chạy khoảng cứ 20 trên 20 đấy. Cái lốc lác tất cả đồ này là nguyên bản hết, chưa có sơn dặm ở bất cứ phần nào ấy. Đó, lên được cái bộ này chống đổ, đèn trợ sáng, trợ lực, bô zin bầu ước là còn đủ hết luôn. Xe thì sạch đẹp. Con này mọi nước sơn vẫn còn đẹp nhé. Con này dàn chân rất đẹp luôn, ốc tán ốc đổ sáng. Đó, cái lốc đó này mọi người nhìn này, bảo vệ lốc này, rồi nước sơn của cái lốc, đặc biệt là cũ mới là nhìn cái nước sơn lốc, mà nước sơn lốc nó cỡ này thì mọi người biết ha. Nước sơn là nước sơn zin. Nước sơn zin nó chưa có sơn dặm. Xe này chưa rửa nha. Rửa ra nữa chứ có thể là đẹp hơn. Cái bầu hơi và bầu yếc là vẫn còn đủ ít. Con này cũng zin dưới hả? Đó. Biển số thành phố nha mọi người. Alo. Bandit mình hết hàng. Suzuki Bandit đang hết hàng. Đúng rồi. Dạ. Bán hết sạch luôn, có gì chờ thêm vài ngày nhé. Ok. Dạ. Hàng ấy bán liên tục. Máy móc thì không tiếng động lạ. Con này thì sẽ để cho anh em là 239 triệu. 239 triệu. Anh em là ở Sài Gòn thì mình sẽ công chứng cho anh em đầy đủ. Anh em về sẵn ra 282 đăng ký thôi. Anh em nào mà ở tỉnh thì mình sẽ bao rút hồ sơ. Còn anh em nào chả muốn sang tên, muốn để y như vậy đi thì là đi chán, lại bán lại cho mình thoải mái. Bao quay đầu cho anh em đoàn hoàng. Cứ lỗ 10% một tháng đầu. Bên mình thì cứ bao lỗ 10% tháng đầu tiên, còn sau thì lên xuống thì nó do giá thị trường. Rồi, nói tới GSX-S nha mọi người. S thì hiện tại có xe cũ, có xe mới có. Thì, mới thì mình đang bán 54 mà hỗ trợ tới ngân hàng hỗ trợ 50 triệu lắm. Mình trả chỉ cần 4 triệu, hơn 4 triệu tí là mua được rồi. Còn cái con này thì anh em không cần trả trước vẫn mua được. Con này biển số 67 nha. Một con 67, một con 61. Đỏ đen với xanh đen. Hai con rất là đẹp. Hai con này thì để cho anh em mức giá là 36.900.000 một con. 36.900.000. Đúng rồi. Con này đi mấy ngàn ạ? Đi 15-16 ngàn á. 16 ngàn. Hai con đi bằng nhau hết. Đó. Rồi. Đó, cho anh qua, anh quay cái này phát. Đang lầu chủ này thì, biển số 66 ha. Rồi đích bắn R nha mọi người. Bắn R. Con này đi 24 nha. Con này để cho anh em 42.900.000.
Đó, bản R mà 42 triệu 9 thôi. Bản R mới về thêm mấy con? Xe 2018. 2018. Con này thì mình mua mình trả trước cũng tầm vài triệu à. Vài triệu à. Ừ. 4-5 triệu là được. Mua được. Rồi. Tiếp tục là con này là R15 V3. V3. V3 này thì nó là xe 2020. Biển số Yên Bái. Đi 10.000 cây. Xe này dàn áo thì cũng không kiếm ra biết trời luôn. Lên được cái chống đổ với cái kính chắn gió. Bát biển số đút gầm. Lên mấy món nhỏ nhỏ. Đi thôi, đi mấy ngàn coi thôi. 10.000. 10.000. Con này màu đen đẹp á. Này xe về nhiều chật. 21. Biển số 21. Đó. Con này giá nhiêu anh? Con này giá là 53 triệu 900. 53 triệu 900. Rồi. Có con này về lại nữa này. À, rồi. Ninja 650. 650. Bán được đi 2-3 ngày thì ông lên ông lại đổi sang Z8. Con Z8 mà con mới về con dán tem chùm ấy. Lại khoái con đấy lên đổi. Con này thì nó là đi 11.000 cây, 2019. Biển Đồng Nai. Giá của con này sẽ để cho anh em nó là 135 triệu. Đấy còn Ninja 6 thì vẫn còn ở bên trong một con nữa, 650 ấy. Còn con bên trong nó là đang giảm xuống là còn 125. Còn đấy thì 2018 hay 19. Alo. Rồi. Em nhắn số anh Thắng và anh tư vấn về tay ga nhé. Yeah, ok. Tiếp theo là con GTX bản R. Ồ, con màu xanh này đẹp vậy. Con này cũng mới len keng luôn mọi người. Biển số 94 Bạc Liêu. 13.000 cây. Con này mới kì dữ. 13.000. Mà dàn áo thì cực đẹp. 43 triệu 900. Đây, 94 đây. Cái con hôm bữa mà về anh em mình đang like á. À. Con đang... Con bọc á hả? Bọc đấy. Rớt trên xe xuống. Giờ mới rửa ráy xong xuôi để vào đây. Đấy, con R15 này cũng vậy. Hai ngàn mấy cây. Thì gần như là không có một cái đùa, không có đồ chơi nào lên trên. Nguyên bản hết. Nguyên bản hết. Con này thì đi 2.590 mấy cây ấy, thì con này để cho anh em mức giá là 56.900. 56.900. Tất cả những cái xe vừa rồi ấy là đều bao rút hồ sơ cho anh em hết. Đó. Chỉ có duy nhất con V2 là không bao rút thôi. Đấy, còn tàu tất cả đều bao rút. Ở trong này thì có thêm mớ GSX này cũng mới về này. Con này biển 86. Nó không phải là con này, không phải là con mới về nữa mà nó về rồi hôm nay báo lại này. Hôm bữa có ông kia ông đặt cọc mà xong ông lên ông lấy sang chuyển sang R15. Cao to quá, nhìn thấy con này là đi nhìn nó hơi nhỏ. 18.000 cây. Dàn áo cũng không có vết chảy luôn. 42.900. À 42.900. Con này nếu mà tí nữa anh kia anh lên được hồ sơ có nghĩa là nó cũng không còn. À nó cũng bóc khói luôn hả? đang làm hồ sơ bù góp. Con bên trong này thì cái con hôm bữa mà lên cái cổ cao nghều này nè. À rồi. Đấy, về ghi đông zin lại rồi. Đấy, ghi đông zin nè. Chứ sport mà lên cái ghi đông nó cao nghều lên trên nhìn nó rất xấu luôn. Anh này là thiên về màu vàng đồng sơn, sơn vàng đồng. Mâm vàng đồng. Con này giá nhiêu là cũng rất keng, nước sơn zin chưa biết chảy. Con này giá là 43.900. 43.900. Con này hồ sơ rút sẵn rồi. Rút sẵn hồ sơ rồi.
Đấy là mấy cái xe mới về thì mình cũng vừa báo lướt qua hết rồi. Chắc lên báo giùm em cái CVR 250 đi. Mình hôm nay anh em hỏi khá nhiều về cái CVR 250 thì có 2 con. À cậu này còn 2 con hả? 2 con. Tại mình thấy anh em hỏi khá nhiều. Có con ngoài kia bán luôn à? Con đấy thì không phải là đã bán mà chưa muốn bán. À, chưa bán. Hôm nọ trước nó đi cái màu carbon ấy. Hôm nọ mới đem ra sơn lại giàn áo mới phát hiện ra một vài lỗi nên chưa muốn bán. Nó bị cấn đụng nhẹ. Đấy, nên thành ra mấy cái xe cấn đụng là mình rất nhác bán cho anh em, cứ để đấy để chơi đã. Bán anh em nào mà có thích nó thì bán rẻ cho sau, lúc đấy tính tiếp. Tại vì mình bán xe cho anh em là điều bao không cấn đụng là một, với bao máy là hai. Đấy, nhưng mà đây, tại vì trước mình cũng sơ ý, không để ý cái phần này. Trong ba. Cái này nó kéo lại sườn. À. Đấy, nên thành ra giờ có một là bán lỗ rất nặng, hai là để trưng chơi thôi. Đấy, nhưng mà bán thì xe có sao, nói anh em vậy nó dễ hiểu. Không? Con này lỗ cực kỳ nặng. Gầm trước dịch đợt trước giá đã cao rồi, sau lại phát hiện ra lỗi này. Con này đi sơn mới phát hiện ra chứ đâu phát hiện ra đâu đúng không? Còn nếu mà anh em nào thích con này nhá, để cho anh em 85 triệu bao rút hồ sơ. À. CVR 250 và 85 triệu. 85 triệu. Nhưng mà nó có cái lỗi đó đó. Anh em phải nghiên cứu cho nó kỹ. Cái này thì thực tế xe đã bị như vậy mình cũng không nhất thiết phải bán lắm. Không cần thiết. Đó. Anh em nào thì... mà thích CVR 250 giá rẻ 85 triệu. Gần như là chắc chưa bao giờ có luôn. Nhưng mà nó bị lỗi cái phần đấy nha. Phải nói rõ như thế cho nó dễ. Rồi, đây là hai cái con mà còn lại tại cửa hàng. Con bên này thì là biển số 94 Bạc Liêu, xe 219. Thì hiện tại mình đang bán giá xuống là còn 110 triệu, đi 11.000 cây. Tất cả đều nguyên zin hết. Còn con kế bên. Kế bên thì nó là biển Sài Gòn, 218. Con đấy thì mình đang bán là 115 triệu. 115 triệu. Đúng rồi. Đó, còn hai con thôi. Hai con. Còn có một anh trai hỏi đổ nhám thì đổ nhám còn nha. Đổ nhám bán rồi nha. Thì anh em đặt cọc rồi. Đó thì chắc là mình cũng sẽ kết thúc clip nha mọi người. Thì hôm nay đầu tuần này những cái lô xe mới về, lại báo thêm một số con mà anh em hỏi rất là nhiều nữa. Con này nếu mà tính ra anh em là mua 85 triệu là lỗ mất hơn 30. Con ơi, bữa trước bán tới 110 mấy mà. 120 mấy gì đó. 123. 123 triệu. Không giảm miết, giảm miết xuống 100, bây giờ xuống 85 luôn. Mà nó cứ nằm miết rồi. Nhưng mà cái con đấy thì anh em phải nghiên cứu kỹ cái đầu cổ á nha. Chạy xe thì xe cân đối, không có lạng lách đánh võng rồi đâu. Nhưng có cái là nó bị cái lỗi đó. Đấy cho nó rõ ràng. Đó. Đó, rồi, chắc là mình sẽ kết thúc clip ha. Anh em nào xem thì mua thì đến số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Thì gần Tết rồi, nói chung là đặc biệt anh em chú ý nhiều nhất là vấn đề mà sang tên. Thì hiện tại chắc là nếu mà trả góp thì vẫn phải làm bình thường đúng không? Vẫn phải làm bình thường, nhưng mà sẽ không kịp Tết đâu. Đấy, không kịp biển số trước Tết. Tại vì bây giờ nếu mà làm bình thường là gần đến ngày 20 âm lịch là dịch vụ nó nghỉ hết trơn. Vậy chỉ còn có mười mấy ngày nữa để mà làm giấy tờ thôi. Thì có nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì không kịp để rút hồ sơ. Và bây giờ đấy là vừa dịch vừa giạc nọ kia, nó tùm lum thứ. Nếu mà anh em mua trả góp thì xác định là chắc phải qua năm mới xong được giấy tờ, ra đầu năm mới xong biển số cả biển. Còn nếu mà mua tiền mặt thì vẫn giữ biển số bình thường. Anh em qua mua tiền mặt thì cứ để vậy mà chạy, chạy qua Tết thì làm sau, đúng không? Cho nó thoải mái, lấy xe có biển số thì Tết. Nhưng mà làm luôn một lúc mà nó không kịp. Đấy. Rồi, đó thì có gì anh em nào mua thì mình tranh thủ thời gian nha. Mình sẽ kết thúc clip cho mọi người. Chào mọi người ha.